tin nóng ngày 10 tháng 12 của Ban Việt ngữ Đài Châu Tự Do. Tù nhân đương tâm Lê Đình Lượng không được thăm gặp, trại giam nói không có phiền nhiễu gì. Facebook chặn 834 nội dung ở Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020, theo yêu cầu của chính phủ. Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông khi tàu chiến Mỹ đi qua. Hôm ngày 9 tháng 12 năm 2020, gia đình của tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng đến trại giam Nam Hà để thăm ông theo định kỳ hàng tháng. Tuy nhiên, cán bộ quản giáo từ chối cho gia đình vào mà không có lý do chính đáng. Sự việc xảy ra chỉ một ngày trước lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12. Chị Nguyễn Thị Xoay, con dâu của ông Lượng, nói với phóng viên Đài Á Châu Tự Do như sau. Tất cả các tù nhân khác là gia đình đều gặp bình thường, đều gặp không hạn chế. Lần trước, nghĩa là lần trước á, những lần Covid lần trước thì họ chỉ cho một người gặp thôi. Nhưng mà lần này họ vẫn cho ba người gặp. Nhưng mà riêng gia đình em thì họ lại không cho em vào. Họ không nói lý do tại sao họ không cho em vào, hay họ chỉ bảo là em không được vào. Em hỏi là tại sao lý do gì, họ không trả lời, họ cũng không có nói gì nữa. Vì sao là vợ chồng em đứng chờ cho tới hết giờ làm việc. Phóng viên vào chiều ngày 10 tháng 12 gọi cho trại giam Nam Hà theo số điện thoại của một người tự xưng là phó giám thị trại giam Nam Hà cho biết vụ việc chiều hôm qua có khả năng là do trục trặc giấy tờ và không có gây phiền nhiễu gì. Quy định của bọn anh là được 3 người vào, trong đó mỗi 1 tháng 1 lần, với những người có liên quan đến anh em bạn bè, ví dụ như là cứ có giấy tờ hợp lệ là với chứng minh căn cước gì đấy là bọn anh cho vào nữa mà. Chắc là có một cái vấn đề trục trặc gì giấy tờ, chứ còn lính thực tế nói em không cảm, lính tráng ở đấy là chỉ có chấp hành, bọn anh chấp hành nó theo cái nghị quyết, theo cái đường lối của trại giam thôi mà. Đúng đủ quy định thôi vào đó, chứ không có phiền nhiều gì hết. Con dâu của ông Lê Đình Lượng cũng cho hay, tình trạng sức khỏe của ông Lượng không tốt do mắc các chứng bệnh về thận và xương khớp, nhưng không được đi bệnh viện khám mà chỉ trông chờ vào thuốc men mà người nhà gửi vào. Ông Lê Đình Lượng, 53 tuổi, là nhà hoạt động nhân quyền và môi trường. Ông từng giúp đỡ những nạn nhân chịu ảnh hưởng của việc nhà máy Formosa xả thải trực tiếp ra biển gây lên thảm họa môi trường cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung năm 2016. Ông bị bắt vào ngày 24 tháng 7 năm 2017 và bị biệt giam gần một năm trước khi bị kết án 20 năm tù giam và 5 năm quản chế vào tháng 8 năm 2018 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Báo cáo minh bạch của Facebook mới công bố gần đây cho biết từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020, hãng này đã chặn 834 hạng mục ở Việt Nam theo yêu cầu của Bộ Thông tin Truyền thông và của Bộ Công an. Các nội dung này, theo báo cáo của Facebook, đã vi phạm Nghị định 72 vì chống đảng, chính phủ, đưa tin sai về đại dịch COVID-19, quảng bá đánh bạc trực tuyến vi phạm pháp luật, quảng cáo và bán hàng trái pháp luật, giả mạo thông tin cá nhân. Facebook cho biết, sau khi xem xét các đề nghị của chính phủ Việt Nam, phía công ty đã xác định việc hạn chế tiếp cận 14 tài khoản là sai và đã sửa lại lỗi sai này tại thị trường Việt Nam. Hôm 1 tháng 12 vừa qua, Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International cáo buộc Facebook và YouTube đã đồng lõa với chính phủ Việt Nam nhằm kiểm duyệt các nội dung được cho là chỉ trích chính phủ. Điều này góp phần giúp chính phủ Việt Nam gia tăng việc bắt bớ, bỏ tù những người có tiếng nói ôn hòa trên mạng. Theo Ân xá Quốc tế, đến lúc này, Việt Nam vẫn giam giữ khoảng 170 tù nhân lương tâm. Trong số này có 69 người bị kết tội vì các hoạt động trên mạng. Hồi đầu tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trong năm 2020, Facebook đã gỡ 286 tài khoản bị cho là giả mạo. Trong đó có 50 tài khoản bị nói là giả mạo các vị lãnh đạo đảng và nhà nước. Số còn lại, theo ông Hùng, là tài khoản tuyên truyền thông tin giả mạo, xấu, độc, kích động chống nhà nước. Cũng theo người đứng đầu Bộ Thông tin Truyền thông, trong năm 2020, Facebook đã gỡ bỏ hơn 2.000 bài viết có phát ngôn gây thù hận, bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước. Facebook đã quyết định chặn tiếp cận tại Việt Nam đối với 6 nội dung của Đài Á Châu Tự Do. Các nội dung này có liên quan đến các bài viết phân tích về Đại hội Đảng 13 sắp diễn ra vào tháng 1 năm 2021 và tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam. Facebook hồi cuối tháng trước cũng hạn chế một nội dung khác của Đài Á Châu Tự Do, nhưng sau đó cho biết đã gỡ bỏ lệnh này vì nhầm lẫn. Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông khi tàu chiến Mỹ đi qua.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 7 tháng 12 cho biết ba tàu chiến của hải quân nước này đã tập trận bắn đạn thật tầm xa ở Biển Đông vào khi tàu chiến Mỹ đi qua vùng nước tranh chấp hôm Chủ nhật ngày 6 tháng 12. Tổ chức có tên Sáng kiến theo dõi tình hình chiến lược Biển Đông của Đại học Bắc Kinh đưa lên Twitter hình ảnh cho thấy tàu USS Macon Island đi vào vùng nước phía nam Đài Loan, trong khi tàu USS Somerset đi qua biển Philippines. Chuyến đi này của các tàu chiến Mỹ vào Biển Đông diễn ra đồng thời với chuyến thăm viếng của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller tới châu Á. Trang tin của quân đội Trung Quốc cho biết cuộc tập trận của Hải quân Trung Quốc bao gồm việc đánh chặn tên lửa, phá hủy một tàu chiến của kẻ thù giả định. Đoạn video trên trang tin của quân đội Trung Quốc cho thấy các tàu chiến nước này đang bắn đạn thật ở ngoài khơi phía nam Trung Quốc. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc thì gọi chuyến đi của các tàu chiến Mỹ tới Biển Đông hồi cuối tuần qua là phô diễn cơ bắp. Tờ báo này viết rằng Trung Quốc nên chuẩn bị sẵn sàng đối đầu với Hoa Kỳ ở Biển Đông và eo biển Đài Loan dù ai ngồi ở Nhà Trắng đi chăng nữa. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin tối mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Bài Việt ngữ Đài Châu Tự Do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.